Rồi, tiếng chào tất cả cô chú anh em. Thì hôm nay là có một chú xuất hiện, tính ra tay cứu giúp đại cô thôi vậy nè. Chú giới thiệu chú tên gì cho khán giả biết đi. Chú tên Nguyễn Văn Thành. Đúng rồi, 60 tuổi. Mạnh dạn quá. Rồi dạ. Quê ở Long Xuyên, An Giang. Dạ. Thì cô cũng giới thiệu tên tuổi lại coi dạ, có mà. Những anh chị mà chưa xem clip của cô á cho hiểu rõ cô tên gì và đến từ đâu. Cô tên Nguyễn Thị Út. Dạ. Sinh năm 1960. Dạ. Cô ở tỉnh Trà Vinh. Dạ. Cô đến từ Trà Vinh. Hôm nay là chú có coi được clip của cô ha. Dạ. Thì chú muốn kết nối với cô hả? Dạ, muốn kết nối với cô Út. Rồi. Rồi thấy cô nói như thế nào chú có hiểu không? Cũng hiểu. Dạ. Rồi bây giờ thấy ngoại hình là tướng tá cô, mặt mày cô là xinh cũng được ha. Vừa ý chú ha. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Chú cao như mét mấy? Cao 1m65, nặng ấy 1m67, nặng 67 kg. Rồi cô. Sao không biết cô chắc 70. Không có căng hả? Chắc cũng cỡ 67. À. Rồi giờ cô muốn ra tay ở chú là không, chú muốn ra tay là giúp đỡ cho cô hay vậy? Chú cũng muốn giúp đỡ cổ mà cổ thiếu nợ ha. Rồi số 250 triệu đó chú có khả năng không? Có, dư luôn hả? Được hai mấy con đất. Trời ơi. Chiếc bán về không. Trời ơi, vậy là ngon quá trời. chơi lớn luôn hả? Chơi lớn luôn. Trời ơi trời, có được hai mấy công. Dạ. Rồi giờ bán vài công để mà trả nợ. Công bây giờ nhiêu chú? Công ở chỗ 160. 160. Dạ, 160 triệu. Rồi bán hai công dư rồi. Hai công. Rồi là cứ vợ luôn, số tiền trả nợ còn dư là cứ vợ luôn. Luôn. Ngon rồi. Luôn rồi. Rồi bây giờ chú hỏi cô đi. Coi làm sao thấy tính cũng nếu mà cô thiếu nợ này kia tôi cũng muốn giúp cô để trả nợ cho cô vậy đó. Cô ấy nghĩ sao? Thì nói chung anh trả nợ cho em thì em rất cảm ơn anh. Rồi. Nhưng mà điều em cũng nói hết cho anh đó là cái nợ của em á là nợ này nó xiết quá anh ơi. Giờ anh có khả năng thì anh ráng cố giới rồi em rồi sao chứ nếu mà để kéo dài như vậy thì em chịu không có nổi. Anh cũng thấy em hoàn cảnh rất là khổ đó, rồi anh cũng buông vòng tay ra để tiếp giúp em trả nợ. Nó âm em là nếu em lo là nó đóng cửa nó không cho em vô nhà. Đó. Dạ. Nếu mà em thì không có chê anh là xấu đẹp hay là gì hết, nếu mà anh cứu em thì bằng mọi giá là em phải ở với anh. Yeah. Mà em nói anh trước, ví dụ giờ anh đã nợ cho em trong vòng 3 bữa là em thu xếp là em ở với anh. Đến nhà anh? Đến nhà anh luôn. Rồi chừng đó anh muốn làm tiệc mừng hay gì đó, thế đó là bên anh, còn bên em nó thì khác. Thì cũng làm vài mâm mà anh em bà con lợi rồi anh với em. Cho con hỏi chú có định ngày nào xuống nhà cho biết nhà không chú? Tính nếu mà hai người kết nối đi được thì cũng là gần đây từng trả lại nha. Dạ. Để tham quan coi nhà cửa cô như thế nào mới dám trả nợ chứ thôi. Dạ, đúng rồi. Gặp mặt đây trả nợ đâu được, phải tìm hiểu kỹ nghe chú. Dạ đúng rồi. Cái này cái chương trình của con là ở đây là hai người phải tự tìm hiểu với nhau. Ở đây mấy anh em là không có chịu trách nhiệm nha, là tự cô chú tìm hiểu với nhau, sau này có cái chuyện gì thì là cô chú tự trách nhiệm, ở đây là không có chịu trách nhiệm. Rồi em bây giờ thiệt tình với anh hỏi cần sợ em là anh trả nợ cho em rồi em làm ngược, không có, em không bao giờ có cái thái độ đó. Hỏi mấy chú là quay phim đây là cũng tìm tới luôn, từ hôm nào hôm nay là có ha hai ba người xuống là cái đòi quay phim nhưng mà em không đồng ý, dứt khoát là không đồng ý, nói là chú Thanh Trúc là của chú Thanh Trúc chứ không bao giờ có cái người nào mà vô đây để là quay hết, cái đó là nói bằng sự thật luôn. Ví dụ như cái gì thì cũng phải điện cho chú Thanh Trúc, nói cho chú Thanh Trúc hay là sao là sao cô? Người ta xuống tới nhà người ta hỏi người ta quay phim cô không đồng ý, cô là không cho, cô không cho mà cô điện cho chú Thanh Trúc hay gì
bữa hổm có cái kênh gì bánh mì gì. Thôi thôi bỏ, bây giờ bỏ bỏ qua chuyện đó đi cô ơi. Không, không bây giờ bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ con nhường cái không gian này. Bây giờ không có bên ngoài nữa. Dạ. Tập trung là hai bên để cô chú tâm sự. Để tìm hiểu nhau. Dạ. À, thì con cũng nói rõ thêm một lần nữa. Cô chú phải tìm hiểu nhau cho nó rõ hơn. Dạ. Nha. Rõ hơn rồi mới được quyết định đến nhau nghe chú. Dạ. Bây giờ cái không gian này để nhường lại cô chú tâm sự trò chuyện với nhau ha. Rồi cô chú hỏi tới đi. Tụi con nói chuyện lớn nha. Có mua bán gì mà cái gì không? Em thì nói chung em không có mua bán gì đó, mà hàng ngày thì em móc nó sen rồi vậy đó. Nói sen. Em mang ra chợ bán vậy đó là em đủ sống mình em vậy à. Bây giờ cô ông xã làm sao thôi hay là mất? Ông xã thì thôi, tại ông làm nợ rồi em thôi. À. Đúng rồi. Làm nợ. Anh thì xã mất cũng hai mấy năm rồi, cũng ở Bình Hên. Thì con thì ba đứa con gái gả làm dâu ta hết rồi. Giờ cũng ở Bình Hên. Anh ở đâu? Ở Long Xuyên này. Ở gần chợ luôn. Gần chợ luôn. Được thì giờ này sống với anh. Thì bây giờ em nói với anh là như vậy đó. Thì đã em thì anh lo cho. Nợ em thì bây giờ nợ lương ăn khổ xíu. Nợ xiết á, chứ không có nói là nợ bình thường được. Đúng rồi. Nợ này là nói thẳng ra là nợ ở bên công chứng á. Nếu mà mình không làm được á, thì coi như là mình mất trắng. Qua dạ. Dạ. Có chuyện lớn lớn này cô chú. Dạ. Bây giờ ví dụ như nếu anh thương em, thì anh giúp cho em đi. Đó. Rồi anh giúp đi. Dạ. Nhưng mà em hỏi anh á, giờ á, cho em được cái thời hạn đi, đừng em trả lời với người ta vậy thôi à. Rồi từ từ anh điện thoại cho em cần trả lời. Cần trả lời anh lo cố anh bán mới trả nợ cho em vậy đó. Mà nói chung bây giờ bán đất cũng hơi căng rồi. Bán đất mà bán còn mới gì chú, bán mấy công gọi nó gọn gàng một mớ thì bán có hai công đó, hai công 300. 300 mấy chú, nãy chú nói là 160 là tới 320. À, chứ là bán đất không nó mới. Anh, đó anh có làm gì không có? Thì cũng mua bán. Anh mua bán cái gì? Bán căn tin trường học, đấu giá trường học bán. Đấu thầu và bán nguyên căn tin lớn nghe cô. Dạ. À. Còn mình bằng ruộng mình đi. Anh có bằng ruộng không? Có, bằng hai mấy con. Anh có mướn người ta không hay là anh làm nhà không? Rồi bây giờ mướn không, làm nhà, mướn xe, mướn xà, mướn có gì cũng mướn không? Mình mướn xịt, mướn giờ nó xịt máy bay không à? Thì xà phan đâu, xà máy bay luôn, rồi giờ mình chỉ xếp tiền trả nó thôi, chứ không có bằng cái gì vô trong đó được. Theo như cô, theo như cô thấy chú sao, chú thì dân nhà nông cù lần đó nghe cô. Nói chung thì anh dân nhà nông thì em cũng nhà nông thôi chứ đâu có cái gì. Em cũng tối ngày cũng tay lắm chân đùng chứ đâu có được như người ta mà hả sung sướng đâu, phải không? Tại mình làm lũ mà ăn thể dục khỏe hơn cái mình ta còn đi tập thể dục, của mình bằng cái đó lao động cũng như tập thể dục. Theo bây giờ anh hỏi cô thấy trước mắt thì cái ngoại hình chú như vậy nãy cô nói là xấu đẹp gì không cần thiết. Không cần thiết. Miễn ai mà đứng ra rồi là đứng ra trả nợ. Trả nợ trong vòng 3 ngày. 3 ngày đến liền. Đến liền. 3 ngày đến liền. Qua tới ngày thứ tư. Rồi, miễn mà chú trả nợ trong vòng 3 ngày đến liền luôn. Rồi chú. Qua ngày thứ tư là chú chịu không? Cũng được. Cũng được. Dạ, mình vợ chồng mình lâu dài mà nói bán ai thân chứ không sao. Rồi bây giờ thì cô chú phải tìm hiểu sâu vô nghe con này. Con xin nhắc lại một lần nữa nha, cô chú phải tìm hiểu sâu vô, phải suy nghĩ rồi suy nghĩ cho kỹ chứ đừng có vội vàng hấp tấp quá thì sau này lỡ có
có cái chuyện gì xảy ra đi là đừng để thường mấy anh em ở đây. Con cũng xin nhắc lại một lần nữa là mấy anh em ở đây là chỉ chia sẻ thông tin, có anh nào đến với cô thì cô chỉ chọn lựa tùy cái ý của cô, còn chú cũng vậy, chú cũng phải suy nghĩ cho kỹ chứ không thấy cô cái thôi anh sẽ đứng ra trả nợ cho em là cái đó là không được, phải suy nghĩ cho kỹ càng hơn. Rồi tối nay thì nằm đêm về suy nghĩ coi coi thương cô thật lòng không. Thấy cổ cũng được, cũng mạnh dạng mà ăn giỏi chắn. Được là được chỗ nào? Được là được chỗ nào chú? Được, thấy cổ cũng hiền, hiền mà ăn giỏi chắn, có đạo đức thì chú thích. Chú thích người đạo đức hả? Dạ, thích người đạo đức, đâu đó đàng hoàng. Dạ, bây giờ xã hội bây giờ nó bậy bạ. Sao chú nói chuyện mà hồi lớn mà hồi nhỏ chú? Nó lớn lên đàn ông nó mạnh dạn lên. Bây giờ chú nói rồi quyết định có thương cô thật lòng không? À chú quyết định thương cô thật lòng á. Rồi quyết định luôn ha. Dạ. Dạ. Rồi con. Mà em nói câu về nha. Ví dụ như về mình về sống chung với nhau á, ví dụ như em có lầm lỗi trạch cái gì với anh á thì anh cũng khuyên rầy dạy rồi ở đây em sửa, thấy không? Mà nếu anh trật thì em cũng nói như vậy, mình sửa với nhau mình xong vậy đúng rồi. Chứ đừng có mà phủi rãi rồi xua đuổi rồi đâu giữa lúc đâu đó rồi em không biết em về đâu, thấy không? Cái đó mà nói bằng sự thật về là cái tâm của cô luôn á, em không biết lúc đó mà nếu anh bỏ em không biết em về đâu. Dạ đâu dễ giờ bỏ được vợ. Cái đó là nói con mà bỏ giờ mình sống ngay đây. Giờ cái gì chặt nói chung nói cái gì mình nói ra mình cũng phải nghĩ tới cái ngày sau chứ mình đừng có nghĩ ngày nay với ngày mai không được, mình phải nghĩ cái lâu dài. Không có, anh không có đâu, anh thương em thì có chặt cái gì anh nói sửa lại, anh chặt gì em nói sửa lại gì thôi, chứ vợ chồng mà đâu có đủ số hay là khác bạc. Đó là em chỉ là em nói trước vậy thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Thì được, thì về sống với anh hay là ở dưới? Về sống với anh thì thôi, sống cái này đi, lâu lâu thì dưới lặng. Là ở dưới thì em để cho con em. Ví dụ như bây giờ con em nó không nhận thì em để cho cháu nội. Vậy đúng rồi, đúng rồi. Vậy thôi. Chứ còn mà về cái phần riêng em á, hai người ly dị ra rồi là hai bàn tay trắng, không lấy gì hết. Không có lấy cái gì. Này của này để cho con. Con không nhận thì để cho cháu vậy thôi. Là coi như là ra tới đó là hợp lệ thì mau lắm. Bây giờ là nói chung là gửi đơn rồi nhưng mà chờ cái ngày người ta điện cho mình hưởng lợi rồi là ký tên vô là xong. Tại vì ta đâu có đòi hỏi, đâu có tranh chấp tài sản hay là gì đâu, đơn giản. Cái đó là vị chồng của cô đó. Dạ. Không có phản ảnh gì không? Không. Giờ cũng như chưa có về nhưng mà chỉ có qua đường điện thoại thôi. Ví dụ như tới đó đó. Ví dụ như bữa đó thì cũng có điện thoại trong tòa đó, nói chuyện thì coi như ổng cũng nói vậy đó, cũng như là không chia tài sản gì hết. Cho con hết. Cho con hết. Chị ổng đồng ý, cô với ổng đồng ý luôn hả? Hai người đồng ý nhận, chấp nhận hết chứ. Ly dị ha. Ly dị hết. Rồi. Nhà cửa cô với cũng đàng hoàng ha. Nhà đàng hoàng nhưng mà nói chung á, cô cách nhà cũng lâu rồi, hồi năm 2014-15 gì á. Nhưng mà cũng như cô chưa có quét vôi, cô chưa có lót gạch. Nhưng mà nhà cô thì cô tính ba nhà, ba đứa con làm bốn cái phòng, rồi mình phòng còn ba cái đó là cho con. Nhưng mà bây giờ cũng như làm vậy chứ cũng như chưa có thành công. Đó là nói như vậy. Thế nền thì chưa có lót gạch, chỉ có tráng thôi. Nhưng mà nhà trên thì nhà dưới thì có đầy đủ. Đó. Chỉ sao mà mình có cái che nắng che mưa là mình sống được rồi. Bây giờ chú nếu mà ân cô về nhà, chú có tạo cái điều kiện làm ăn gì không chú? À, chú cũng ân cổ về mua bán với chú rồi nè. Mua bán tiếp chú ha. Sống ha. Thì
chịu gì anh, nhà anh buôn bán không hay là được, em buôn bán được, buôn bán được, thích nhờ buôn bán. Còn mấy người mà không biết bán ở đồng quê gì đó, em buôn bán được, nói chung em buôn bán được, buôn bán là gấp chỉ thế là ăn nuôi thua mình nói chuyện với người ta là đúng mời, rồi ngọt là người ta mua à. Mình phải mời, mình mua bán mình phải mời chứ mình không mời đâu ai lại mua của mình. Bởi vậy bây giờ bằng mướn lại thấp hẹp cái mua bán rồi ở đó là anh tự anh bán hay là anh có mướn ai không? Không mướn người hay người mà như thế này không biết đó à. Còn nếu có em nữa khỏi khỏi anh có bán đồ khỏi đồ ăn mướn. Đồ không đồ thì đồ ăn mì bún xì tiên quán cà phê chè đâu đó nói trường học ví dụ được. Như là ví dụ như là hủ tiếu hay là bún gì đó em làm được. Ồ dễ mà con biết sao dễ bán thí mình nấu mình bán thí mì mình để xương rồi vô thịt rồi vô trụng rồi nó phải rồi mình sao rồi bây giờ chú thấy có trong lòng có quyết định hẳn hồi chưa? Rồi chú cũng chấp nhận theo điều kiện của cổ, chấp nhận luôn. Theo ý kiến của cổ đó mình cũng gắng lo cho tròn, gắng lo tròn luôn ha. Phải chờ kỹ nha chú. Đúng rồi. Em nói anh về nè, nội của em cái thời gian nó ngắn quá anh đó, sao anh lo cho em sớm được anh? Thì em gian sinh luôn á. Thì rồi thì cái gì mình mới hỏi người nào mua mình mới bán được thì từng trả lại thôi nha. Thì là nói chung ra là cô cũng người ta hối quá hả? Hối quá là giờ cô phải cần số tiền nó gấp. Cần số tiền gấp. Nhưng mà em nói trước nha, em nói trước tại vì em cũng bị là những người bạn của em nó đánh giá em quá cao phải không? Cho nên giờ em nói với anh vậy, nếu anh thương em thì bây giờ nếu anh lo cho em được cái số tiền đó thì anh để trên bàn đây nè, có mấy chú này thấy rõ ràng ha. Và sao cô nói rõ lại lớn lên cũng như là khi mà có tiền hả? Khi có tiền ảnh giúp cho đem tiền cô, ở đây đem tiền ở đây cho mấy chú thấy rõ ràng đi lên. Không không con tính gì nè, nếu mà ổng có đưa là âm thầm con không không mình đúng rồi không, nếu mà chú mà có đem số tiền dưới đó đi xuống nhà mấy em kéo dưới luôn rồi kêu chủ nợ lại rồi trả tiền làm vòng chứng mới được, cô chịu không? Không, cô muốn ở đây nè. Không được cô, tại vì tụi con ở đây là làm việc nó đâu đó nó rõ ràng lắm. Biết rồi. Con phải làm cho nó tới nơi trốn, thứ nhất là cái gì mấy nèm cho tí chú mà có số tiền đó đúng không? Đi xuống tới nhà cô thì tụi con phải có mặt trao số tiền đó cho chủ nợ dứt phát, nó rõ ràng tụi con phải làm như vậy. Còn nếu mà làm đây rồi cô đem số tiền gì dưới, cái này con xin lỗi trước nha, con không biết số tiền nó chạy về đâu nên tụi con muốn làm cho rõ cái kênh của con đó là làm đâu đó nó rõ ràng con mới chịu làm, còn làm cái gì không rõ ràng con không làm, cũng như là đám cưới thì cái gia đình con mới làm đây, hai vợ chồng ông mới rất là khổ, hai ông bà rất khổ, cũng là ở Trà Vinh thì đem đi lên chương trình mà biết là đem một chảo khô quẹt múc vô khô quẹt chứ mà đem cơm theo ăn đó là con thấy vậy. Rồi kết nối với cô này thì con tự mấy em tự bỏ tiền ra tổ chức cái đám luôn thì con phải làm gì bây giờ chú? Cái đây là thí dụ, con nói thí dụ chưa có gì gọi là chắc chắn chứ, thí dụ chú có đem số tiền đó đến nhà cô hay là đến đây quay nó không gọi là chắc chắn cô, mấy em phải đích thằng đi xuống dưới để số tiền đó chú mời cái chủ nợ lại tụi con quay lên để cho người ta hiểu rõ hơn, để người ta cộng đồng nói ủa ông nội này ông đem này bà bả gì dữ, cái này không phải nha, như cộng đồng là như vậy, số tiền này rồi bả đem gì dữ, bả có trả nợ hơn là cái chuyện đó không có, cái này con xin lỗi trước nha, rồi số tiền nó chạy về đâu, nên con là theo ý con á, thêm nếu mà chú có được số tiền đó phải đi xuống nhà để đó chú mời chủ nợ lại cho con chứng kiến, bên em chứng kiến quay đâu đó nó rõ ràng, còn dư lại số tiền chú muốn cho cô bao nhiêu cho tụi con muốn làm như vậy. Tại vì cái chương trình của con là làm phải cái gì cho nó ra cái đó, nói nó đúng với sự thật đó, chứ không phải nói rồi chú đem đây chồng cho cô là 250 triệu rồi chú đi về dưới, ủa cô đi dưới chú ở này rồi cô nói là cô trả nợ rồi, cái này con xin lỗi, cái này đăng lên là cộng đồng phải nghĩ gì thôi đó, cái đó là con muốn tốt cho giữa đầu bên là cô á, thì cũng muốn đăng lên vậy á để cho cái những cái người mà nói cô á hả đi lên
lên chương trình này để kiếm người trả nợ như vậy á, nằm mơ đi mới có á. Dạ. Thấy không? Để cho nên bây giờ là không, cô phải làm cho người ta thấy. Con nói cô nè, cái chuyện đó không có biết trước được ngày mai mình sẽ ra sao. Nhưng bây giờ có nằm mơ hay nằm mơ cái chuyện đó còn xa vời. Đó, mà bây giờ ý con là như vậy thì cũng dẫn đăng lên cô. Có người đứng ra cho nợ thì đem số tiền nó xuống tới nhà cô. Cô mời cái chủ nợ lại. Tụi mấy anh em ở đây quay cho là chính xác là cô đã có mắc nợ số tiền đó. Chú này ra tay giúp đỡ cho cô. Đó, cô dám sao? Hả? Cô đồng ý. Dạ. Thì như vậy con mới kết nối lại được. Tại vì không phải là số tiền này là 1-2 triệu. Nếu 1-2 triệu chú cho ở bên ngoài chú làm cái đó là cái quyền của chú. Nhưng ở đây con phải là làm theo cái chương trình của con đâu cho nó rõ ràng, cộng đồng thấy chương trình của con là làm đúng chứ không phải là làm sai. Đó, thì con muốn làm rõ ràng gì hơn thì chú thấy chú sắm sao chú? Chú đồng ý không chú? Hứa như cái lời của cổ đưa ra đó chú cũng lo tròn. Dạ. Nó tròn không mà chừng nữa mà chú có số tiền đó thì cho cháu hay rằng, cho mấy anh em đây hay để xuống dưới nhà biết nhà luôn rồi lỡ rồi cô chú đến với nhau thì mấy anh em cũng thấy được. Dạ. Rồi vậy đi ha. Rồi cô chú có muốn nói lời nào với khán giả không cô chú? Thôi chào cộng đồng mạng khán giả trong nước ngoài nước. Của kỳ hình ở đây cũng thành công rồi đó. Dạ. Được rồi đó. Dạ. Thôi cô. Thì giờ cô thì cũng vậy thôi. Thì con xin nhắc lại cái lần cuối cùng nha. Thì cô cũng vậy đó. Rồi con xin nhắc lại lần nữa nha. Chú ở đây nè, con quan trọng là chú là muốn trả nợ cho cô là chú phải suy nghĩ cái vấn đề đó phải kỹ càng hơn. Dạ, là thương yêu thật tình rồi hả sức ra bán đắt trả nợ cho cô. Dạ, dạ. Chứ đừng dọn nha cô chú, cái nào con nói thật. Dạ. Tại chương trình là chương trình thật, không có chương trình giả. Biết. Nên là chú phải thật lòng. Dạ. Suy nghĩ cho kỹ hơn. Rồi chú suy nghĩ kỹ lại chú. Rồi trả nợ thấy cho cô. Dạ. Ra tay trả nợ thấy cho cô. rồi thôi vậy là mình tạm dừng cái video đây ha cô chú. Thôi chào các cả cô chú anh em nè, tiếng chào tất cả cô chú anh em nè, giơ tay.